Học khu Essex Westford đang tuyển dụng. Có rất nhiều lợi ích khi làm việc cho khu học chính, bao gồm thời gian nghỉ, có lương, bảo hiểm y tế và nha khoa, cũng như tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu. Ngoài ra, bạn có biết rằng nhân viên hỗ trợ toàn thời gian nhận được tới 3.000 đô la mỗi năm để phát triển chuyên môn ngoài mức lương thông thường của họ hay không? Số tiền này có thể được sử dụng để chọn lớp học hay hội thảo nào mà bạn tham gia. Bạn cũng có thể quyết định khi nào bạn tham gia các lớp học. Hỗ trợ dịch thuật và phiên dịch cũng được cung cấp cho người xin việc và nhân viên. Link để nộp đơn ở cuối video này. Nếu bạn cần hỗ trợ dịch thuật, vui lòng gọi số 857-7099 và để lại tin nhắn bằng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng. Bạn sẽ được kết nối với một phiên dịch, người đó sẽ giúp bạn nộp đơn. Truy cập ewsd.org/jobs để xem các công việc hiện có.